Thưa quý vị, Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội được xem là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tham mưu trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố ban hành các chủ trương, đồng thời chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận, huyện triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm đưa nguồn vốn vay đến tay người dân. Xác định được vai trò tầm quan trọng của chính sách, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan phối hợp tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết ngay từ những ngày đầu tháng 2 năm 2022. Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng cũng đã tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn. Đến nay thì cái nghị quyết 11 đã thật sự đi vào cuộc sống. Và nguồn lực đã sẵn, hồ sơ đã hướng dẫn và đến phiên là đưa tiền đến cho người vay tại cái điểm giao dịch. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, ngày 26 tháng 4, Trung ương phân bổ cho thành phố Đà Nẵng hơn 111 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 4, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận huyện đồng loạt giải ngân. Đến giữa tháng 5, hơn 54 tỷ đồng đã được giải ngân đến các đối tượng đủ điều kiện. Tức là mức em vay là 500 triệu, là tức là tối đa là 70% cái căn hộ đó. Thì cái mức trả hàng tháng của em là đâu đó trên 1 triệu 6 một tháng. Đó, thì với cái mức thu nhập của em thì cái mức này em nghĩ là nó không có áp lực gì lắm, và em sẽ là cố gắng làm việc để mà mình có thể, dù sao thì mình đã có nhà để ở rồi thì mình sẽ có nhiều động lực hơn để mà mình phát triển công việc tiếp theo. Về cái thủ tục thì rất thuận lợi. Về giải ngân thì hiện nay cũng rất là đảm bảo theo cái nguồn tiền mà hiện nay ngân hàng chính sách sẽ giao cho các đơn vị người vay cũng như gia đình tôi trong thời gian qua. Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các nhóm tín dụng chính sách xã hội. Trước mắt có 3 chương trình có văn bản hướng dẫn cụ thể như chương trình cho vay tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội và cho vay đối với học sinh sinh viên để mua trang thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Đà Nẵng được Trung ương giao 111 tỷ đồng, trong đó giải quyết việc làm 40 tỷ đồng, nhà ở xã hội 70 tỷ đồng, học sinh sinh viên mua máy tính 1 tỷ đồng. Đây được xem là động lực quan trọng để người dân phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Trong thời gian qua cũng bên cạnh thực hiện chính sách khác rất là khối lượng công việc rất lớn, nhưng mà đây là một chương trình rất lớn của Chính phủ, cho nên ngân hàng chính sách đã tập trung cao về nhân lực, cán bộ để làm sao cho người dân thụ hưởng chính sách này kịp thời. Cùng với các chương trình cho vay ưu đãi theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, hiện nay chi nhánh cũng đang tích cực triển khai các chương trình cho vay thường xuyên, trong đó ưu tiên cho vay giải quyết việc làm và chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Từ đây đến cuối năm, dự kiến kế hoạch tăng trưởng thì ban đầu là khi chưa có nghị quyết 11, dự kiến tăng trưởng là 10%. Tuy nhiên là khi có nghị quyết 11 là cái số tiền tăng trưởng khoảng 15% so với năm 2021. Với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội là đơn vị đầu tiên đưa nghị quyết số 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh vẫn đang rất trông chờ gói 40.000 tỷ cấp bù hỗ trợ lãi suất 2% một năm đối với các khoản vay mới trong 2 năm 2022-2023. Đây là khoản tài chính quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hồi sinh sau đại dịch.